Vâng, xin chào các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta có một số những cái kinh nghiệm để đánh giá hiệu quả của một cái buổi live stream. Từ đó mình rút kinh nghiệm và mình làm cho cái buổi live stream tiếp theo tốt hơn, đúng không? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đánh giá, giả sử như cái buổi hôm nay chúng ta làm là buổi số 1 đi, thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho buổi số 2, buổi số 2 rút kinh nghiệm cho buổi số 3 và dần dần chúng ta sẽ làm tốt hơn, đúng không? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ để ý những cái chỉ tiêu như này, xem là có bao nhiêu mắt xem này. Đấy, cái tần suất tăng, thời gian tăng như nào, thời điểm nào thì xem nhiều này, đúng không? Có bao nhiêu comment này, có bao nhiêu share này, thời điểm nào share nhiều này, tại sao họ lại share này, bao nhiêu tag này, đúng không? Bán được bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu đơn hàng chốt được, doanh số là bao nhiêu, tỷ lệ hủy đơn là bao nhiêu phần trăm, những người như nào thì họ hủy đơn, những người như nào họ không hủy đơn. Họ thích xem vào thời gian nào, họ thích nghe chuyện gì, họ thích sản phẩm gì, họ thích chương trình khuyến mại gì, đúng không? Họ thích cái phễu nào, đấy, vân vân. Thì tất cả những cái đấy như vậy chúng ta sẽ phải để ý để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta thay đổi. Bởi vì có rất nhiều bạn là chỉ có một phong cách livestream thôi, giới thiệu trò chuyện cũng rất là đơn giản, đơn thuần. Thì như vậy sau một thời gian, một vài buổi livestream, dần dần cái lượt xem nó sẽ giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống, chứ nó không tăng đâu. Mà mục tiêu của chúng ta là phải làm cho nó tăng. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta trang phục chưa tốt thì chúng ta phải thay đổi. Cái phương pháp của chúng ta nghèo nàn thì chúng ta phải làm cho nó phong phú lên. Chúng ta đang bình dị thì chúng ta làm và cho nó sáng tạo, shock lên một chút. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như là tôi bình thường tôi live stream thì tôi ngồi thế này. Nhưng mà hôm đó tôi có thể sử dụng mặt nạ này. Tôi có lại có thể sử dụng làm mặt nạ kiểu như là của những cái người mà gọi là Animus, chuyên là những cái đội mà hacker này, hay mặt nạ thời trang này, hoặc là tôi cũng có thể quấn khăn giống kiểu đạo hồi này, hay tôi cũng có thể là giả một cái trang phục nào đấy, tôi thay đổi không khí, thay đổi bối cảnh, thay đổi cách nói chuyện, thay đổi trang phục, thay đổi chương trình, thay đổi người, đúng không? Ví dụ trước đây tôi có một thì bây giờ có hai người, hay là tôi mời thêm những người nổi tiếng đến, vân vân, có nhiều cách tôi đã nói rồi, đúng không? Là chúng ta sẽ phân tích cho từng buổi như vậy, sau đó chúng ta rút kinh nghiệm, làm nào để chúng ta làm cho tốt hơn, lúc nào phải đặt câu hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ thay đổi từ chương trình khuyến mại, từ sản phẩm, từ cách nói chuyện, từ bối cảnh, từ quà tặng cho khách hàng, từ trò chơi, từ cách ép share, ép like, ép comment, từ việc là mua mắt như thế nào để cho nó tăng cái tính hiệu quả lên. Và tôi cũng nói rằng là live stream tại thời điểm bây giờ thì nó cũng không phải là hot giống như 2-3 năm trước. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn học viên, khách hàng và những người tôi biết là đang bán hàng cũng rất là tốt từ live stream. Các bạn có thể sử dụng cái chương trình đó để các bạn bán hàng. Nhưng mà như tôi đã nói là nó không phải là thời điểm tốt nhất, cho nên là các bạn phải hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng và hết sức là khác biệt. Nếu mà các bạn không làm được những điều đấy và càng ngày nó càng giảm cái lượt xem đi, thì chúng ta cũng phải tính cách khác, hoặc là chúng ta không làm được, hoặc là phải thuê người khác làm, hoặc là chúng ta phải đổi cái công cụ khác. Bởi vì live stream cũng chỉ là một công cụ thôi. Trong Facebook bán hàng thì tôi thường nói là có 7 cái nền tảng: profile này, fanpage này, group này, quảng cáo này, messenger này, live stream này, app này, rồi thì rất nhiều những cái ứng dụng khác nữa mà tôi cũng không liệt kê hết, mà đấy là chỉ riêng Facebook. Thế còn những cái nền tảng khác như là Google, Sell Web, rồi YouTube, Zalo vân vân, rất nhiều. Đó. Thế thì chúng ta phân tích và đánh giá cái hiệu quả của từng buổi live stream, từ đó là chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta làm tốt hơn, được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta cũng có thể học hỏi từ những cái người mà người ta live stream thành công. Ví dụ có người chuyên tư vấn về hôn nhân, có người chuyên tư vấn về tình yêu, có người chuyên coi bói, có người chuyên xem tướng, tử vi, xem phong thủy, vân vân. Mỗi người có một cái cách thành công khác nhau, thì chúng ta hãy học họ để chúng ta có thể làm cho mình một cách tốt hơn. Thậm chí chúng ta không biết gì về tử vi, chúng ta có thể học tử vi để chúng ta nói. Chúng ta không biết gì phong thủy, chúng ta có thể học. Chúng ta có thể học được, các bạn đừng nghĩ là chúng ta không học được. Những kiến thức họ nói được cũng là do họ học, họ chịu khó học, họ tích lũy được mà thôi, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy ví dụ như tôi chuẩn bị các bài giảng, tôi chuẩn bị rất nhanh, rất là đơn giản, bởi vì nghề của tôi là nghề giảng viên. Nghề của tôi là tôi đọc sách, tôi đi đây đi đó, tôi đi nước ngoài rất là nhiều, tôi tư vấn, tôi trò chuyện với khách hàng rất là nhiều. Thì
là cái việc làm của tôi dễ, thế các bạn hoàn toàn có thể học được điều đó, cũng giống như tôi hoàn toàn có thể học được cái kinh nghiệm nào đó của các bạn, đúng không? Để chúng ta càng ngày càng phát triển những công việc kinh doanh của mình hơn. Hãy nhớ rằng livestream là một cách thức tốt nhưng không phải là cái thời điểm tốt nhất cho việc bán hàng. Chúng ta có thể áp dụng, chúng ta có thể cố gắng, chúng ta có thể nỗ lực hết sức có thể. Nhưng nếu nó không thành công thì chúng ta hãy xem xét, đánh giá và chúng ta làm lại, làm tốt hơn và làm khác đi. Và nếu tiếp tục không thành công nữa thì chúng ta chọn những cái nền tảng khác, bởi vì như tôi nói là bán hàng đa kênh mà. Omnichannel nó có rất nhiều cái kênh khác nhau, được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.